Sau khi ra đời lần đầu vào cuối thế kỷ thứ 16 trong lĩnh vực quần áo, thuật ngữ bespoke đã dần lan rộng sang lĩnh vực đồng hồ và nhanh chóng tạo nên tiếng vang. Trong đó không thể không kể đến chiếc đồng hồ Patek Philippe REF 38431 xuất hiện trên sàn đấu giá của Watch Online, The Dubai Edit của Christine. Và thật không ngoa khi chiếc đồng hồ Patek Philippe REF 38431 được mệnh danh là chiếc đồng hồ có mặt số kim cương có 102 trên thế giới. Bởi lẽ trong lĩnh vực đồng hồ đặt riêng thì rất ít người có đủ đặc quyền để đặt hàng một sản phẩm từ Patek Philippe. Yêu cầu như vậy chỉ thuộc về những người có tầng lớp cao quý trong nhóm khách hàng của hãng. Tuy nhiên, vào năm 1990, một vị khách đã đưa cho Patek Philippe một thử thách rất độc đáo. Khi bước vào trụ sở Geneva, vị khách này đã tiết lộ có một viên kim cương cổ rất tinh xảo và rất quý hiếm. Đồng thời, ngỏ ý xem liệu một chiếc đồng hồ đặc riêng có thể được chế tác từ những viên đá quý và để thay thế cho một kính sapphire thông thường hay không. Patek Philippe đã chấp nhận thử thách. Và để rồi 4 năm sau, Patek Philippe REF 38431 ra đời và nhanh chóng làm nên lịch sử. Mẫu đồng hồ độc nhất vô nhị đang được nói đến mang số tham chiếu 3843, sử dụng bộ máy lên dây cót thủ công Calibri 177, được trang trí dây đeo bằng vàng trắng 18 carat đặc riêng và mặt số tùy chỉnh hoàn thiện với họa tiết sơn brush xanh lam đặc trưng của Patek. Và điều làm cho chiếc đồng hồ này thật sự đặc biệt là mặt số chế tác từ viên kim cương cắt dọc 13,43 carat, thay thế cho mặt kính sapphire được gọi là kim cương Lacequi. Lacequi là một trong những hình thức các kim cương lâu đời nhất, có nguồn gốc từ Ấn Độ cổ đại, dành riêng cho những viên kim cương có hình dạng phẳng, rộng và không đều dưới những điều kiện ánh sáng cụ thể. Hai mặt bên bao quanh cạnh trở nên sống động và rực rỡ hơn những tinh thể thông thường. Với thiết kế độc nhất vô nhị, Patek Philippe REF 38431 tương đạt đến giá trị lên đến 2 triệu đô, tương đương 49 tỷ 580 triệu đồng. Thế mới nói, sở hữu một chiếc đồng hồ Patek Philippe là đẳng cấp. Sở hữu một chiếc đồng hồ Patek Philippe được chế tác theo phong cách bespoke lại càng quý hiếm hơn. Từ câu chuyện của chiếc đồng hồ Patek Philippe, chúng ta có thể thấy, kể từ lần đầu xuất hiện, phong trào bespoke đã nhanh chóng được xem là một trong những thú chơi thể hiện đẳng cấp của các vị khách bước ra từ giới thượng lưu. Những vật phẩm đến từ các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới sẽ trở nên đẳng cấp hơn, giá trị hơn khi được chế tác hoàn toàn độc bản và cá nhân hóa.